tối là Dũng về. Trước khi lên phòng thì Dũng có mua một bịch trái cây gồm có táo, nho, và quýt. Nhưng mà Dũng gần về tới thì nhận được điện thoại của một phụ huynh nói là con em muốn gửi tặng cho anh Dũng một bó món quà. Thật là dễ thương, thật là đẹp. Bên đó là để gửi tặng cho chú Dũng, về tặng cho con của chú Dũng. Cái nó ủa sao con biết chú Dũng có con? Nó có thấy chú Dũng up Facebook. Thì ra đã theo dõi Facebook của chú Dũng. Đây, hai món quà, hai hộp kẹo rất là ngon, rất là đẹp luôn đấy chứ. Và bây giờ thì Dũng lên phòng, Dũng sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện lâm ly bi đát luôn. Xin mời nha. Và bây giờ Dũng sẽ quay lại cái câu chuyện chính ngày hôm nay. Các bạn biết không, Dũng ở đây là tổng cộng là 3 ngày. Và cái ngày hôm nay là ngày cuối cùng, sáng ngày mai Dũng check out. Thì Dũng nghe một cái tin mà giật gân, cái tin mà nó chấn động luôn, nó chấn động đối với Dũng thôi. Các bạn biết cái gì không? Chắc các bạn sẽ không bao giờ quên là ngày 11 tháng 9 năm 2001 thì có rất là nhiều cái chuyến bay phi cơ. Thì phải nói đó là một cái điều mà khủng khiếp đến tất cả những người dân trên thế giới. Tại vì vào sáng thứ ba tất cả là vào lúc mà giờ người ta đi làm. Thì các bạn biết nó khủng khiếp tới cỡ nào. Và sau khi cái câu chuyện đó, sau khi cái sự kiện đó, sau khi thì bắt đầu nước Mỹ bắt đầu đi vào một cái công cuộc là coi như là tiến hành điều tra khắp thế giới. Và tất cả như coi như là không còn bỏ sót một cái gì, bắt đầu là tổng tấn công để mà điều tra, để tìm ra được cái thủ phạm. Thì các bạn biết là một trong những phi công đã từng ở khách sạn này và ở ngay tầng 1 luôn. Dũng nghe tới đó Dũng không dám hỏi thêm câu nữa, tại vì nếu mà hỏi ngay cái phòng của Dũng thì Dũng bỏ phòng Dũng đi đấy. Dũng không dám bảo, nhưng mà Dũng không hỏi luôn. Kệ đi, ở phòng nào cũng được, bây giờ chỉ còn có đêm nay thôi, đừng có nhớ phòng mà trở về tìm nữa thôi được rồi. Thì đó, thì các bạn không biết không là gì. Trước đây á, thì thụy sĩ khi mà chúng ta cần mua sim một cái gì đó, chúng ta mua sim để chúng ta gắn điện thoại để chúng ta liên lạc thì không cần cái gì cả. Nhưng mà sau cái trận đó thì bắt đầu là người ta điều tra được nhân vật đó từng đã sống ở Thụy Sĩ và ở ngay cái khu vực khách sạn này, thì bắt đầu Thụy Sĩ sẽ siết chặt là vấn đề là mua sim thì cần phải có password ID và số điện thoại, nói chung là tất tần tật để người ta nắm được cái thông tin của bạn, và rất là khó để mà mua được cái sim. Chính vì vậy bây giờ là đi châu Âu là chúng ta chỉ sử dụng wifi thôi, hoặc là nhờ wifi của người khác thôi. Thì các bạn biết không, đây là một cái khu mà phải nói là sầm uất nhất ở Zurich, khu tập trung những quán bar, vũ trường, ăn chơi thâu đêm suốt sáng và các cô gái đứng đường rất là nhiều. Nên cái đối tượng nó chọn ngay cái khách sạn này để mà ở, để tránh cái sự dòm ngó của cảnh sát. Và chính vì ở đây 3 ngày phải sử dụng cái sim ở Thụy Sĩ, anh ta đã liên lạc được và anh ta đã thực hiện cái nhiệm vụ đó. Thì và có những phi công khác ở những nước khác nữa, có một cái phi, có mấy một cái chuyến bay thì sau đó thì bị tất cả các phi hành đoàn, từ tiếp viên phi công và tất cả những người hành khách đã tấn công lại và đã chiến đấu trên máy bay, và sau đó thì cái chuyến bay đó thì ở Mỹ cũng đã thực hiện cái bộ phim đó, thì cũng như là các bạn cũng đã xem. Thì đó là cái sự kiện, nó phải nói là nó chấn động luôn. Và ngày hôm nay Dũng biết được một trong những thủ phạm đã từng ở đây. Ô là các bạn nghe nó cũng hơi rợn người đúng không? Tại thật sự cái chuyện này nó khủng khiếp quá, cả thế giới đều biết luôn mà cái nhân vật đó ở đây nữa. Thì ngày hôm nay thì Dũng suy nghĩ lắm, nhưng Dũng quyết định là Dũng kể cho các bạn nghe. Đây, Dũng quay từ ở dưới lên đó các bạn, thêm khách sạn giờ người ta đã thay đổi chủ rồi, một chủ mới nó về nó sửa sang sơn phết lại rồi. Nhưng mà cái vị trí, cái chỗ khách sạn này là hắn đã ở đây đó, và ra đi để thực hiện cái công việc của anh ta đó. Thì thật sự thì hôm nay bây giờ mình cũng khó mình đi chứ, thôi kệ, ráng ngủ đêm nay, ngày mai lên đường đi về nhà rồi. Các bạn thân mến, thì bây giờ Dũng phải lo xếp đồ đấy, không có thời gian nữa. Bây giờ là câu chuyện của Dũng đã kể xong rồi đấy, thì các bạn thấy sao nào đó. Thì nếu các bạn mà yêu thích Dũng như là cái kênh của Dũng thì hãy subscribe, đăng ký và share giúp Dũng nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở những số sau, nấu ăn trên đất nước Đức nè, rồi Thụy Sĩ nè, rồi đi chơi dù lượn nữa, rất là nhiều.
và Dũng gửi lên cho các bạn những hình ảnh sau nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.